những người con của bàn vương và sử tích Châu Trắng. Chúng tôi đến xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào một buổi chiều mưa. Không vì thời tiết mà cảnh sắc u âm u, ngược lại những thửa ruộng bậc thang dần ngả vàng đan xen những mái nhà lợp ngói âm dương. Dưới những cơn mưa dai dẳng lại bóng lên chất xanh đanh rắn, khiến chung cảnh thiên nhiên mang đậm vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất Việt Bắc. Là một xóm nhỏ chỉ có 3 nhà hộ dân, 100% là người dân tộc Giao Tiền. Bà con ở đây sở hữu kho tri thức dân gian phong phú và những câu chuyện thú vị về tập tính, phong tục, văn hóa, truyền thống, bản sắc Giao. Căn bếp là nơi chúng tôi xả vào trước tiên khi bước vào căn homestay khánh hưng của chị Bàn Thị Liên. Bên bếp lửa gập bùng tỏa ra hơi ấm, khói bếp thơm quẩn quanh và tiếng củi nổ lách tách. Chị kiên kể cho tôi câu chuyện lý giải vì sao người Giao Tiền có tập quán sống ở những vùng núi cao. Chuyện xưa kể rằng người Giao Tiền và người Tày được cho chọn một trong hai chiếc hòm. Người Giao Tiền nhấc được chiếc hòm nặng, trong đó có con dao. Vì vậy người Giao Tiền lên núi sinh sống, con dao được dùng để làm phương tiện lao động, lên rừng làm ăn, kiếm sống. Còn người Tày nhấc được chiếc hòm nhẹ hơn thì sinh sống ở vùng biển núi thấp. Ngay cả cái tên xóm Hoài Khao theo lý giải vốn được vốn đọc đúng là Vài Khao, nghĩa là Châu Trắng, gắn với câu chuyện truyền thuyết về con Châu Trắng được một bà tiên ban tặng. Vừa nhanh tay bê chiếc sọt đựng bát sáp ong và dụng cụ in ra ngoài hiên nhà, chị Bàn Thị Liên tiếp tục say sưa kể cho chúng tôi nghe về ý nghĩa họa tiết, hoa văn trên trang phục truyền thống của người phụ nữ Giao Tiền. Tuy cũng được nghe một vài dị bản khác nhau về tín ngưỡng vật tổ của người Giao, nhưng câu chuyện kỳ bí gắn với lịch sử tộc người Giao qua lời kể của chị Bàn Thị Liên vô cùng hấp dẫn và cuốn hút. Từ xưa và cho đến bây giờ, trang phục của người Giao Tiền đều có thêu hoa văn trên vải áo. Hoa văn đó có biểu tượng hình con chó. Thời người Giao Tiền di cư vượt biển tìm vùng đất mới để an cơ lạc nghiệp, quên không mang theo dấu ấn bản vương, được coi là thủy tổ của người Giao, phải nhờ con chó sang sông lấy giúp. Cảm ơn công sức của con chó, người Giao Tiền thêu hình tượng này lên áo của người phụ nữ Giao Tiền để ghi nhớ hành động đó.